theo Thánh Luca, chương 19, câu 1 tới câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Quý vị và các bạn thân mến, Tin mừng Thánh Luca hôm nay tường thuật cho chúng ta một cuộc gặp gỡ hết sức đặc biệt. Cuộc gặp gỡ này đặc biệt bởi vì đây là một cuộc gặp gỡ rất bình thường, nhưng nó lại ẩn chứa những khao khát mãnh liệt, khao khát yêu và được yêu. Gia-kêu, một người giàu có nổi tiếng ở thành phố Jericho này, ông làm giàu nhờ nghề nghiệp của ông, trưởng ban thu thuế. Và như vậy, chắc chắn hàng ngày Gia-kêu gặp gỡ rất nhiều người. Nhưng những cuộc gặp gỡ này phần lớn chỉ là quy về ông, để thu tích cho cái túi tiền của ông. Ai cũng coi ông là một kẻ tội lỗi và loại trừ ông ra khỏi tình thương của họ. Phần Gia-kêu dù giàu nhưng vẫn thấy thiếu thốn một cái gì đó trong tâm hồn. Ông đang đi tìm cái mà ông cảm thấy còn thiếu thốn trong tâm hồn, thì hay tin có Chúa Giê-xu, người mà ông đã được nghe là có tấm lòng yêu thương đến mọi người, luôn bênh đỡ những cô nhi quả phụ và những người thấp cổ bé họng. Người luôn mang đến cho những ai đau khổ tình yêu và sự chữa lành. Và bây giờ đang sắp đi ngang qua nhà ông. Trước giờ Gia-kêu là gặp những con người ghét bỏ và kết oán ông. Vì thế ông mong muốn được gặp một người có thể mang đến cho ông yêu thương và cảm thông, dù chỉ là gặp cho biết xem người ấy như thế nào. Thế là Gia-kêu đã tìm đủ mọi cách, bất chấp mọi khó khăn khách quan là thân hình nhỏ bé, hay chủ quan là sự ngăn cản của đám đông. Ông chạy nhanh về phía trước, trèo lên cây sung, chỉ để mong có thể nhìn thấy Chúa Giê-xu. Về phần Chúa Giê-xu, chúng ta thấy người có vẻ không hề biết Gia-kêu. Thế nhưng chuyến đi của Chúa Giê-xu hôm nay dường như là để đến gặp Gia-kêu. Người đi thẳng đến chỗ Gia-kêu đang núp, gọi đích danh tên ông và cho ông biết hôm nay người đến nhà ông. Và thật là vậy, Chúa Giê-xu luôn yêu thương
và đi tìm những con người tội lỗi để chữa lành họ. Chính vì thế, cho dù Gia-kêu có nấp trên cây sung hay nấp ở bất cứ một xó xỉnh nào, cũng không thể thoát khỏi tình yêu của người. Khao khát được yêu nơi Gia-kêu đã gặp được Chúa Giê-xu, nguồn tình yêu. Thế là ông đã được biến đổi, được tha thứ và trở nên con cái của tình yêu, của lời hứa. Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn là con cái của tình yêu, của ơn cứu độ qua việc biết để tình yêu Chúa chữa lành và lấp đầy những khoảng trống của tâm hồn mình.